trai đều được tham gia hết nhé các bạn nhé. Đấy, để cho bạn gái kia đi nhá. Lấy thăng bằng. Ok rồi, ok rồi. Video có chạy đéo đâu. Tối quá. À, ấn không cao cảm ứng rồi. Đây, làm sao vậy? Bố, được đi thôi. Đừng một con. Các bạn thân mến, hiện tại thì Hải đang ở một cái xã. Và ngày hôm nay thì giới thiệu cho ông bà cô dì chú bác xem cái lễ hội xuống đồng ở xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai nhé. Và trong này thì người ta đang tổ chức rất là nhiều các trò chơi và nghi lễ để làm thủ tục gọi là lễ hội xuống đồng ấy. Đấy, xin mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải trong lễ hội ngày hôm nay nhé. Một cái không gian khá là rộng các bạn. Và ở bên đây thì những cánh đồng rất là rộng. Và bên trong kia người ta đang tổ chức lễ hội xuống đồng ở xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Mời các bạn đi vào bên trong để khám phá nhé. Đây là cung đường đi vào, nói chung là đổ bê tông khá là sạch sẽ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong kia. Ở đây như kiểu cái đền đấy anh nhỉ? Ừ, nó là đền mà. Là đền à? À, trong này có cả đền này các bạn này. Có một cái cây hình như cây cổ thụ rất là to và có nhiều cây nó bám theo. Và đến đây thì mình thấy một cái không khí trong lành các bạn, mát mẻ. Và thời tiết ngày hôm nay thì cũng mát mẻ nữa. Nên ủng hộ cho những người đi chơi, đi du xuân, rồi đi lễ hội. Đấy, ở bên này là có một con suối này, có lũy tre. Đấy, ở kia có một cái cây to to, có một túp lều. Như kiểu một túp lều chanh, hai trái tim vàng. Đấy. Chúng ta sẽ ngắm cái view ở đây. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Nói chung là ở đây là người ta đang gieo mạ này các bạn này. Đấy, gieo mạ để chắc là sắp sửa vào vụ cấy đấy. Bây giờ thì chúng ta đang đứng ở trước cổng này các bạn. Và khá là đông và rất là nhiều người đi. Và các bạn có thể thấy là hai con trâu kìa các bạn kìa. Chắc là hai con trâu đấy chuẩn bị người ta làm có nghĩa là người ta cày bừa cày để làm lễ đầu năm đấy. Hai con trâu đấy đang chuẩn bị. Bởi vì lễ hội xuống đồng mà các bạn. Đây, ngay cổng ngoài này các bạn này. Và chúng ta nhìn vào phía đằng trong này rất là đông nhá. Bà con đi chơi, đi du xuân, đi lễ hội. Ở đây này các bạn này. Ngay ngoài phía ngoài cổng thì các bạn thấy là người ta cũng bán một số các nông sản. Mía này, rau này. Đây này các bạn này. Đấy, bên này người ta cũng bán hoa quả để phục vụ quý khách. Hai con trâu kia thì chắc là chuẩn bị đấy các bạn, chuẩn bị thi xem con nào cày nhanh hơn đấy. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ xuống đấy, không biết là người ta đã tổ chức cho trâu thi chưa. Nhưng mà chúng ta sẽ điểm danh một tí ở bên ngoài nha các bạn nhé. Đấy, khu vực ở bên ngoài người ta cũng bán rau củ quả này. Các nông sản ở địa phương người ta trồng được và mang đi bán. Đấy, khoai lang. À cái này mấy nghìn một cân cô? 15.000 là sống nhỉ? À, 15.000 một cân khoai lang đỏ nhé các bạn nhé. Và đây là rau cần rồi. Đây là người ta bán cả măng nữa. Đấy, một dãy khu vực rau củ quả các bạn. Đấy, người ta tiện thể người ta bán ở đây để phục vụ nếu mà ai mua thì người ta có thể là mua mang về. Đấy, rất là đông mọi người đang đi chơi lễ hội. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi tiến sâu hơn nữa vào bên trong nhé. Đấy, đây này, một cái cổng chào. Chúng ta sẽ vào trong này một tí. Có khả năng là trong này nó hơi ồn các bạn. Bởi vì là mình nghe tiếng nhạc ấy, nó hơi bị ồn. Khá là đông nhỉ các bạn nhỉ. Đông thì mới gọi là lễ hội đúng không? Đấy, đây là cây lêu này các bạn ạ. Cây lêu. À, cái khu vực chỗ kia kìa các bạn ạ, cây tre kìa. Đấy, khu vực người ta lém còn nhá. À, lém
Đúng rồi, lém còn quá. Quá đông luôn, chưa kịp chưa biết ai và ai các bạn, chưa làm quen được bạn nào. Đấy. Các cháu nhỏ và được bố mẹ đưa đi chơi rất là nhiều. Khu vực bán kem này, rồi đồ uống để phục vụ những cháu nhỏ, đồ chơi nữa rất là nhiều các bạn. Hình như ở đây là người ta đang tổ chức, xem có tổ chức gì không nhé. Mời ông bà, cô dì, chú bác hòa vui cùng với lễ hội nhé. À, đây mình thấy là có cái sân golf, chắc là người ta tổ chức đá bóng ấy. Chắc là sắp sửa diễn ra cuộc thi đấu nào đó. Mình thấy là có các cầu thủ. À, đông nhờ các bạn nhé. À, đây là khu vực tổ chức văn nghệ, biểu diễn văn nghệ các bạn, giao lưu văn hóa. Mọi người đến đây rất là đông rồi nhé các bạn nhé. Hình như ở đây là người ta đang tổ chức cái gì này. Mình thấy hồ nhiều lắm. Chắc là đu dây à. Để mình xem là cái gì ở đây nhé các bạn nhé. À, ở đây là người ta gọi là đi ở trên cây tre các bạn. Gọi là đi. Cái môn này gọi là môn gì cô nhỉ? Cầu khỉ à? Đi cầu khỉ à? À, mình phải ra đằng kia quay thì nó mới rõ được. Đấy, khu vực người ta đang tổ chức trò chơi đi cầu khỉ nhé các bạn nhé. Đấy, một cháu nhỏ đang thử sức rồi. Đấy, người ta tổ chức rất là nhiều và hình như ở bên này cũng có trò chơi và tí nữa chúng ta sẽ sang bên đấy các bạn. Cố lên! Rồi. Cháu đang rất là bình tĩnh các bạn. Quá tuyệt vời các bạn. Và hình như là có bên ban tổ chức đã mất một cái thưởng cho các cháu một bao lì xì các bạn. Đông vui nhỉ các bạn nhỉ. Cứ vào đầu xuân năm mới thì mọi người đi chơi, đi du xuân và đi xem lễ hội. Và đây là tiếp tục là có một chị gái đang thử sức các bạn, xem là có đi nổi hay không. Rồi. Hình như là các trò chơi này chủ yếu là dành cho các cháu nhỏ ra không ạ? Và kiểu đi nó khó đúng không? Chỉ con nó linh hoạt hơn. À, đây okay. Hình như là có một bác trung tuổi, bác đang chuẩn bị xuất phát các bạn. Không biết là có dám đi đây này không đây? Thôi có vẻ như là không ổn đấy các bạn. Chắc phải 20.000 nhé. À, quan trọng là lấy niềm vui và ai đi cũng được ạ. Ai đi cũng được mà. Mình chỉ đi được thì được, cho mà đi được. Mọi người cũng đi xem này. Mình ở đâu đến bạn? Ngay trên này.
ngay trên này à? À, dân Hợp Thành nhỉ? Đây Hợp Thành. Đấy. Anh ơi, đang đang dẫn cháu đi chơi, hai mẹ con này đi chơi các bạn. Cháu đi thử không? Sao không? Để mẹ đi. Bạn gái kia đi nhá. Lấy thăng bằng. Ok rồi. Tối quá. À, ấn không cao cảm ứng rồi. Sắp được. Nói chung là trông nó rất là đơn giản nhưng mà không hề dễ tí nào các bạn. Ở bên này là khu vực người ta chơi cầu khỉ nhá, còn bên này thì sao nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ di chuyển sang bên này một tí các bạn. Ở đây thì trò chơi bịt mắt bắt vịt các bạn. Em xem thì em đứng em quay tí. Đấy. Có hai cháu nhỏ đang chơi trò chơi. Đây vịt ở đây, vịt đây. Vô. Thật ra là Bên phải. Đường một con thả lên. Thế là một cháu nhỏ đã hoàn thành xuất sắc các bạn. À, đúng rồi, con người bắt hai con này. À vâng. Cái này bắt hai con này. À. Thế là được phần thưởng luôn chứ? Hay là được lì xì đấy ạ? À, thưởng lì xì thôi gì? Cháu tưởng là mang vịt về này làm tí canh luôn. Nó làm tí canh đâu. Vâng. Đấy, một cháu nhỏ đã được. Đứng nguyên. Ê nè, cháu nhỏ ơi. Cháu cấm đi này, cấm đi này. Đi thẳng. Đây. Đằng sau. Quay bên trái hả? Đây, đi thẳng. Loạn hết rồi. Đi thẳng đi. Rất là đông và vui nhé các bạn nhé. Đây là một trong những lễ hội rất là vui đầu xuân năm mới. Ôi thẳng ơi. Em ơi, cho anh hỏi là mình là người ở đây à? À, mình đến chơi lâu chưa? Từ sáng nay à? Hình như là hôm nay là lễ hội xuống đồng nhỉ? À, đây là Hợp Thành đúng không? À, đây là mấy bạn đi chơi, mình có gia đình chưa? Em chưa. Còn bạn? Bạn ở giữa này. Hình như là, còn bạn này có rồi đúng không? À, bạn này có một cháu trai này. Đấy. À, hôm nay thì mọi người đi chơi, đi du xuân rất là nhiều nhé các bạn nhé. Nhưng mà mình không mặc quần áo đồng bào à? Bình thường là mình đồng bào thì lùng à? Hay là giấy à? À như kiểu mấy cô vừa mặc áo vàng đấy á? À vàng như này gì? À, đẹp mà. Đấy, mấy bạn này đi chơi các bạn. Hôm nay mình đi chơi được các trò chơi gì chưa? Hay là có đi cầu bao giờ chưa? Không đi được à? À, đi đôi guốc cao là chắc chắn là đi, không đi cầu khỉ được các bạn. Một cái không gian buổi sáng và ở đây thì rất là rộng và rất là nhiều người đi lễ hội nhé các bạn nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người đi lễ hội vui vẻ nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì trời đã nắng rồi. Đấy, mọi người cầm những cái ô để che nắng các bạn. Ở khu vực này thì người ta đang chuẩn bị các bạn, đang khởi động để tí có môn đá bóng. Ngày xưa thì mình cũng đá bóng rất là nhiều.
Nói chung là ngày xưa là môn đá bóng của mình là sở trường luôn đấy, bởi vì là mình hay đá bóng ở những cái bãi sông ấy. Nhưng mà bây giờ thì chắc là nếu mà chạy thì chắc là mình chịu thua đấy các bạn, bởi vì cũng lâu lắm rồi không chơi, nhưng mà ngày xưa mình chơi cũng khá là hay. Ở đây thì người đang chơi kiểu tung cầu này các bạn này. Chúng ơi, ở đây thì các bác trung tuổi đang chơi, không biết là trò chơi này gọi là trò chơi gì nhỉ các bạn nhỉ? Mắc lẹ. Trò chơi gì anh? Mắc lẹ à? Đánh quả lẹ. Quả lẹ của mình đấy. Ê, giỏi quá. Không? Đây là quả quả gọi là quả con nhỉ? Vâng. Đấy, người ta trang trí những cái dây này. Đấy, cát này lặng phết đấy các bạn. Đấy, cát ướt, cái đấy là trong đấy có cát và nó ướt khá là lặng. Ây à, thi nhau ném lên bầu trời chưa ai trúng các bạn. Mắc à, rơi được các bạn. Mình cứ tưởng là mắc ngay tại trên đấy. Cái cây này cũng khá là cao nhá, và nó rơi vào tầm khoảng 12 mét đấy, và rất là nhiều những quả còn được tung lên bầu trời nhưng mà hình như là chưa ai trúng. Đấy, bên kia thường thường là bên kia một đội, bên này một đội các bạn. Ở đây mình đứng gần quá nên quay nó hơi khó. Đấy. Ôi trời, tí trúng quá. Đấy, rất là nhiều những quả còn được tung lên bầu trời. Đấy, mọi người đang chơi ném còn. Cả già, trẻ, lẫn trai đều có hết, gái có các bạn. Người ta thi nhau ném lên một cái o tròn ở trên này. Như hình như là chưa ai trúng như bác nhỉ? Đấy, chưa có cao thủ nào ném được. Trúng là hạ luôn. Vâng. Chưa ai ném trúng các bạn. Ôi giời, tí nữa trúng.
rất là nhiều quả còn được tung lên bầu trời và chỉ gần chúng thôi. Đây. Ôi. Rất là nhiều bạn đi chơi rồi các bà. Rồi ở đây thì đồng bào người người Lùng, người Tây và có cả người Dao nữa các bạn. Là đồng bào gì đấy ạ? Mình là đồng bào dân tộc Dày à? Dày. À, mình đang chuẩn bị kéo co à? Đang đang kéo co là chỉ có Việt Nam thôi. À. Đến cổ vũ thôi đúng không? À. Tưởng là đồng phục đây là một đội hết chứ? Đồng phục thì là đội văn nghệ. À văn nghệ à? Em tưởng là chuẩn bị kéo co. Văn nghệ đang lên chuyến xong rồi. Vâng và chắc là đi chơi đâu về đúng không? Hay là vừa ra chờ? Đấy, mấy bạn này đi chơi các bạn và đang chuẩn bị để cổ vũ đá bóng và kéo co. Đấy, khu vực các bà ngồi cho nó mát các bạn. Ở trong khu vực chỗ này khá là mát này. Đấy. Ít người đâu thì nhảy được, nhiều người đó nhảy được. Cũng sẽ phép tập bắt đầu luôn ạ. Anh Huy. Ở đây người ta đang chuẩn bị thi kéo co nhé các bạn nhé, rất là đông. Đấy, khán giả cổ vũ rất là nhiều. Anh đi xuống, đi đội kéo co Giáng Hai, đội kéo co của Kiếp Trước Ba gặp là đội kéo co của Giáng Một. Vâng, vận động viên Vi Văn Diễn từ hạng cân 50-55kg giải nhất ạ. Đã thắng thắng thắng. Nào, hai vận động viên chuẩn bị. Không người rồi. Hai vận động viên chuẩn bị. Ban tổ chức sẽ đi từ đồng chí Phượng lên sẽ có 55-60kg. Đây là đồng chí Phượng. Vận động viên Phượng. Đây là thanh niên. Hắn sẽ sân khấu chính để gặp mà. Vận động viên hai vận động viên chuẩn bị ạ.
Các đồng viên chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Hai vận động viên đổi bên ạ. Hai vận động viên đổi bên ạ. Hai vận động viên chuẩn bị ạ. Hai bên chuẩn bị. Yeah. 1, 2, 3, bắt đầu. Vâng, hai vận động viên. Vâng, vận động viên Má Văn Tuyến. Vâng, hai vận động viên rất là ngang tài ngang sức ạ. Vâng, vẫn tiếp tâm, vâng. Vâng, vẫn tiếp tâm nhỉ. Vâng. Tiếp tục, hai vận động viên đổi bên. Hai vận động viên vào chuẩn bị. Cố lên em ơi. Một lượt. Ở đây có mấy bạn gái đang làm phi tiêu. Ôi gần thế cả, dễ trúng này nè. Đây là đang yêu thiên bạn nữ. À. Bạn này chơi cũng khá là lâu rồi này. Lấy con này nhá. Có phi tiêu không? À, lấy con đấy à? Cơ ném cái này này. Bạn anh giờ đang ế đây. Chưa có người yêu cho nên là ý kiến này. Các bạn này đang ế này. Đang ném phi tiêu chủ yếu. Đang ế ném phi tiêu tí này. Cố gắng kiếm con này em ơi, con này to này. Thế em phi ở đây thì hợp lý quá. Anh cho em đi để em lấy. À, hay là tí anh phi tiêu nhá. Ôi giời. Đây. Còn này yêu thiên chưa? Ôi giời. Tiêu. Ôi giời, thế vẫn trượt rồi. Em phi xuống thấp. Thấp mấy quả bóng nữa đây này. Quét má vào đây này. Ở đây thì người ta cũng đang tổ chức môn đá bóng ạ. Môn thể thao rất là được khán giả yêu quý. Khoảng cân 50 đến 55 kg. Một là Nguyễn Quốc Hưng gặp Vi Văn. Hiện nay do